Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các khán giả yêu mến của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chờ xem là mẫu đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5067A có làm hài lòng các anh chị em của chúng ta không nhé. Khoảng năm 2004-2005, thương hiệu Patek Philippe giới thiệu tới các chị em một phiên bản đồng hồ nữ của dòng đồng hồ Aquanaut mà tính tới nay thì model ấy trở nên rất thành công và được yêu thích nhiều. Trước khi xuất hiện trên cổ tay nữ giới thì Aquanaut là một chiếc đồng hồ được thiết kế dành cho đống mày râu. Bởi do đó, bao trùm nên vẻ bề ngoài của mẫu đồng hồ này là sự góc cạnh và cá tính. Dù vậy thì xu hướng về thời trang hay thị hiếu của các khách hàng đã thay đổi theo từng năm tháng. Ai nói nữ giới không thể mặc vest, nam giới không thể trưng diện với sắc hồng, sắc đỏ đúng không ạ? Hơn bao giờ hết thì xu hướng về những món đồ được theo phong cách unisex chợt nở rộ mạnh mẽ. Dĩ nhiên trong ngành đồng hồ thì không thiếu những model theo được tạo ra để có thể phục vụ khách hàng cả nam lẫn nữ. Với thương hiệu Rolex, khách hàng không phân biệt giới tính sẽ tìm đến đồng hồ Day-Date, Datejust. Và ở thương hiệu Audemars Piguet thì những chiếc Royal Oak được lòng cả nam lẫn nữ giới. Thì với nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu Thụy Sĩ như là Patek Philippe thì Aquanaut là chiếc đồng hồ chiếm cảm tình từ cả hai phái. Xuất hiện vào năm 1996, Aquanaut vốn đánh dấu thời khắc 30 năm chiếc đồng hồ Nautilus ra đời. Tới nay, sau 25 năm tồn tại, Aquanaut đã tự thể hiện mình là một thiết kế thành công được nhiều khách hàng yêu thích. Dành cho nam giới thì Patek Philippe cung cấp những model có đường kính 40mm hay 42mm tương ứng với các mã hiệu 5167 hay 5168. Còn dành riêng cho những quý cô thì các model đã được thu gọn kích thước xuống khoảng 35-36mm. Nổi bật trong số những chiếc đồng hồ Aquanaut được săn đón nhiều nhất đó là model mã hiệu 5067A có bộ vỏ từ thép không gỉ, chắc chắn và nặng thêm những viên kim cương tinh xảo ở bên trên. Tại Gia Bảo Luxury, những model Aquanaut 5067A vô cùng được yêu thích và rất nhanh tìm được chủ sở hữu là những quý cô cá tính và yêu kiều. Tông màu trắng của phiên bản đồng hồ hiện tại nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ chủ nhân, sẵn sàng cùng với các cô nàng nổi bật cùng mọi outfit từ áo phông, quần jeans cho tới những chiếc đầm lộng lẫy hay là bộ vest thanh lịch đi làm hàng ngày. Mềm mại nhưng vẫn chiếm diện tích không nhỏ trên cổ tay nữ giới, chiếc đồng hồ này có kích thước chính xác là 35,6mm. Bộ vỏ của phiên bản đồng hồ nữ này không khác biệt với các phiên bản đồng hồ dành cho nam giới. Nhìn từ xa thì sẽ đều có cảm giác như là một hình vuông và được bo tròn mềm ở các góc. Nhưng mà khi cảm nhận cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy rõ vành bezel là một hình có 8 cạnh đã được bo tròn. Ở thiết kế Aquanaut 5067A, hiện tại thì bộ vỏ thép không gỉ đã được đánh bóng mượt mà và sáng bóng tại phần vành bezel kéo xuống hai bộ phận bảo vệ núm vặn. Riêng phần cạnh thì lại hiện lên với những đường trẻ sức tinh tế. Ở các phiên bản Aquanaut 5067A mặt số xanh, dây đeo có màu xanh hay là mặt số đỏ của phiên bản giới hạn Singapore. Dây đeo cũng mang màu tương tự mặt số. Và so với những gam màu sặc sỡ như là đỏ hay xanh thì tôi thấy là màu trắng lại có sức hút khá trung tính và rất là dễ dàng phối hợp trang phục. Dây đeo cao su trên chiếc đồng hồ này thì không hề trơn trượt mà hiện lên là những hình vuông nổi lên và theo ý từ nhà sản xuất thì nó đang tiếp nối họa tiết bên trong mặt số đồng hồ. Tiến tới mặt số bên trong, theo quan điểm cá nhân của tôi thì Aquanaut 5067A đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm chỉ báo thời gian một cách mạch lạc. Mặt số đồng hồ dù được làm ấn tượng hơn bởi hệ thống vân như mô phỏng các đường kinh, vĩ độ trên quả địa cầu, nhưng mà chúng không che khuất các chi tiết có trên đó. Mặt khác thì những hình thang có kích thước khác nhau được thể hiện nổi lại tạo ra một mặt số đồng hồ Aquanaut 5067A rất là có chiều sâu và cá tính. Trên mặt số là 11 cặp chỉ giờ đính nổi theo kiểu số đơn giản, không quá rườm rà. Bên ngoài 11 cặp chỉ giờ là vạch chia phút màu đen đơn thuần, xen kẽ là các cặp chỉ giờ. Ở vị trí 12 giờ thì thương hiệu Patek Philippe bố trí cọc kép để người đeo có thể thuận tiện xem giờ trong đêm tối. Và có lẽ để khiến chiếc đồng hồ không trở nên đơn điệu thì thương hiệu này đã bổ sung thêm 46 viên kim cương trên vành bezel, điều khiến cho nó trở nên hết sức quý phái và sang trọng. Từ trước tới nay thì đá quý và nữ giới gần như là gắn liền với nhau. Một món trang sức thực thụ thì sẽ không thể thiếu đá quý. Mà trong số đó không có loại đá nào phù hợp hơn kim cương để tô điểm nên vẻ đẹp quý phái nhưng trong sáng của phái nữ. Sự kết hợp của thép không gỉ, kim cương và tông màu trắng đã đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao cho tổng thể thiết kế của chiếc đồng hồ này.
Có thể nói là không mất nhiều công sức của các quý cô trong việc chăm sóc hay là lưu tâm quá trình lên cót đồng hồ. Model Aquanaut 5067A được thương hiệu Patek Philippe trang bị bộ máy quartz mang tên là Caliber E23250SC, có thêm ô cửa sổ báo ngày bên cạnh 3 kim giờ, phút, giây. Bộ máy này tuổi đời pin kéo dài lên tới 5 năm. Đi kèm dây đeo cao su màu trắng tinh thì chiếc đồng hồ này thực sự là sự hiện diện đáng kể trên cổ tay nữ giới, thể hiện sự sang trọng, thể thao và cá tính của vị chủ nhân. Không biết là sau khi xem xong video review ngày hôm nay thì các chị em của chúng ta cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cùng trao đổi với Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.